Vô, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và trên tay mình đây đang là hai mùi thuốc lá, đó là Puhavan Kerimukler và Latakia, một trong những mùi thuốc lá mà mình mới biết tới năm nay và mình cũng đã từng chia sẻ. Nên là ngày hôm nay với nhiệt độ Hà Nội khoảng tầm 20 độ thì mình cũng sẽ cùng nhau đi xem mọi người thích mùi hương nào hơn. Đi cùng mình nhá. Đây mình đang có hai cái mùi dành cho nam rồi, mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Để các bạn ngửi xong rồi các bạn đổi cho nhau xem là kiểu mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn. Kiểu thứ nhất là với mùi này thời tiết như này có hợp lý hay không? Và kiểu sẽ thích mùi hương nào hơn? Thích mùi này hơn. Thích mùi này hơn nhỉ? Lý do vì sao mình thích mùi hương này? Tại vì em cảm giác nó có sự nam tính ở đây, cái kia nó hơi ngọt. Kia nó hơi ngọt đấy hả? Cái mùi này thì ví dụ kiểu hình dung một bạn nam thì bạn ấy sẽ kiểu ăn mặc phong cách như nào, trẻ hay là kiểu trưởng thành hơn một tí? Nói chung là cái mùi này nó cũng trẻ trung, nó không phải là quá già. Cũng được. Cũng được. Vâng. À, cũng ok. Còn mùi kia thì hơi ngọt. Đúng rồi, mùi này cũng hơi ngọt. Em không thích con trai dùng cái mùi ngọt. Mùi ngọt quá. Hợp lý hơn. À ok. Thế còn bạn? Ngửi lại xem. Cũng thích mùi mát hơn. À rồi ok. Cảm giác nam tính hơn. Cũng chung gu nam tính với bạn này. Đúng rồi. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. Cái mùi các bạn chọn là Country Mugler này. Một nhà làm về thời trang đã khá lâu rồi. Nhưng mà nhà này thì ở Việt Nam ít người biết. Cái mùi còn lại là mùi này. Cái này mấy nhà này nước hoa là khá là lạ, ở Việt Nam ít người biết. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. Ở đây mình có hai mùi, mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi, hai mùi khác nhau để xem là bạn thích mùi hương nào hơn. Bạn có thử xem là bạn thích mùi hương nào hơn, xem là kiểu hai mùi hương này trên một người bạn nam thì bạn sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn. Mình nghĩ là mùi này lý do vì sao mình lại thích mùi hương này mà không phải là mùi còn lại. Tại vì cái mùi này thì mình cảm nhận thấy là nó sẽ dễ gần hơn ấy, khi mà mình vào thì nó sẽ kiểu nó điềm đạm hơn hay là kiểu nó sẽ ào kiểu trẻ trung hơn. Bạn đánh giá mùi hương này nó sẽ kiểu dành cho các bạn trẻ hay là kiểu các bạn nam kiểu bắt đầu trưởng thành thì trưởng thành ạ. Trưởng thành. Chứ còn mùi còn lại thì mình cảm nhận như này. Đây mùi này sẽ là kiểu trẻ trung, kiểu khá là sôi động. Khá là sôi động. Còn mùi này thì mình cảm thấy là nó ấm áp với lại nó kiểu điềm đạm. Điềm đạm hơn kiểu này. Rồi mình cảm ơn. Bạn có hay dùng nước hoa không? Có. À rồi ok. Cái mùi bạn chọn là mùi thuốc lá với mật ong này, Latakia, một nhà Thái Lan. Rồi mình cảm ơn bạn nhé. Mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Mỗi người cầm một tờ, mọi người thử xem là mọi người thích cái mùi hương nào hơn. Đây là một mùi dành cho nam và mùa đông. Các bạn thử đi. Mình xịt rồi. Mình xịt rồi. Để cho nó đỡ nồng ban đầu ấy thì mình để một lúc rồi. Hai người đổi cho nhau xem là mùi hương nào mọi người thích không? Các bạn có dùng nước hoa không? Có mình. Ok, thế thì là khả năng là sẽ khá là chi tiết và cụ thể đấy. Không, nước hoa thì mình mới dùng kiểu dùng cơ bản thôi. Chưa biết nhiều về. Hai người đổi cho nhau để đây là hai mùi khác nhau ấy. Nhưng mà em thì em thích mùi hương nhẹ hơn. Nhẹ hơn nhỉ? Mùi này thì sao mình lại không thích? Mà em mới cảm giác lúc đầu nó hơi nặng, bên sau như là có hơi một chút mùi gỗ ốt rồi nó hơi. Tại vì đây là đều là hai mùi liên quan đến thuốc lá. Nên là nó sẽ nghiêng về nam tính khá là nhiều. Cái mùi bạn vừa thích thì bạn nghĩ rằng là kiểu các bạn nam trẻ hay là kiểu đứng tuổi một tí thì sẽ phù hợp? Trẻ thì sẽ phù hợp hơn. Tại vì nó như nhẹ nhàng mà cảm giác nó thanh thanh. Em nghĩ hợp. Rồi ok. Thế bạn nam? Bạn mình cũng thấy cái màu này, cái mùi này nó thoải mái hơn. Nó dễ chịu hơn. Mùi nó như kiểu mùi gỗ. Và mùi nó trầm hơn. Nên là đó hợp với gu của mình hả? Mình chọn thì mình sẽ chọn cái mùi này hơn. Thế bạn đánh giá mùi hương còn lại thì như nào? Cái mùi này thì ngửi ban đầu nó sẽ có không, mình có cảm giác là nó cái mùi nó hơi nặng hơn so với cái này. Nó khó dùng hơn nhỉ? Đúng rồi. Nếu mà mình nghĩ là nếu mà xịt vào thì kiểu ngửi thì nó sẽ bị sọc mùi mũi mình nhiều hơn so với cái này. Rồi ok. Mình cảm ơn hai bạn. Có như nghỉ lại không? Mùi các bạn chọn là con Country Mugler Puhavan này. Cái hai con này đều liên quan đến thuốc lá và mật ong thôi, nhưng mà tại vì con này thì nó dễ ngửi hơn vì nó ngọt hơn một tí. Còn mùi này hơi nặng đô một tí. Mình cảm ơn hai bạn nhá. Mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi, các bạn có thể thử xem. Sau các bạn đổi với nhau xem là thích mùi hương nào hơn. Thích mùi này.
mùi này kiểu nó cũng có một chút gỗ hay sao? Ừ, cũng có một chút hơi kiểu cháy cháy của gỗ ấm ấm. Thế thì em thấy mùi hương còn lại thì thế nào? Nhưng còn lại em thấy hơi thiên về kiểu bây giờ hình dung là một phong cách nam đàn ông đi thì là kiểu sẽ là clip đàn ông như thế nào, cái mùi mình thích là mùi còn lại cho nó dễ đỡ phải tả mùi. Em nghĩ là cái đàn ông này là chắc là cũng gọi là lịch lãm. Lịch lãm trẻ trung. Hay là trẻ trung? Ừ, thế so với mùi còn mà em thích thì mùi hương nào nó sẽ kiểu trẻ hơn hay là kiểu trưởng thành hơn đây ạ? Ừ, cái mùi còn lại mà em thích là trẻ hơn à? Vâng, còn cái này là trưởng thành hơn. Cái này là trưởng thành hơn. Rồi ok, các bạn nam em thích mùi này hơn. Em thích mùi hương này hơn. Lý do vì sao? À, để nghĩ lại đi nào. Với đâu lại ngược quan điểm? Em thích mùi này hơn. Ừ, lý do vì sao mình thích mùi hương này hơn? Em thấy mùi này nó trầm hơn. Cá nhân em thích những cái mùi nó trầm. Ừ. Em hiện tại đang sử dụng mùi gì? Em hiện tại ít khi em sử dụng nước hoa mà. Tại vì là thực ra thì cái mùi hương mà em thích ấy, nó khá là hợp với cái phong cách em đang mặc. Và kiểu em đang tìm một cái mùi hương như thế này. À. Nó trầm. Bởi vì là thường nước hoa, kiểu em đi xem nước hoa thì thường là nó sẽ có mùi hoa nhiều. Ừ. Và em tính em thì kiểu, em thích cái mùi trầm. Nó em thích mùi tỏa tốt không? Hay là mùi tỏa trung bình không? Mùi tỏa trung bình. Bởi vì là mũi em nó cũng là mũi em nó cũng bị kích thích bởi mùi nước hoa nhiều ấy. Hơi nhạy cảm đúng không? Nhạy cảm. Em gặp những cái mùi nó nồng quá em không chịu. Rồi ok. À, cái mùi bạn nữ thích chỉ là một cái mùi ngọt như thế này. Đây là của mùi Thierry Mugler, một cái thương hiệu cũng khá nổi tiếng ở nước ngoài thôi. Còn mùi bạn nam thích là con Latakia thuốc lá này. Nó con này thì đúng là kiểu gu em hướng tới luôn, từ độ tỏa cho đến mùi hương. Nó khá là hợp. Nếu mà em quan tâm thì em có thể tìm thử nhá. Vâng, tada. Ừ, tada Latakia, một nhà Thái Lan thôi. Có gì đi chơi thử. Rồi cảm ơn hai bạn nhá. Rồi cảm ơn. Vâng, và vừa rồi thì chúng ta đã có kết quả trong đâu đó khoảng tầm gần 10 người thì Thierry Mugler Puha Van giành chiến thắng. Có một điều là đây là một cái mùi mà có lẽ được nhiều chị em thích hơn đó so với các anh em, và Latakia là một mùi mình rất thích nhưng mà chỉ được có hai lựa chọn thôi, hơi buồn một tí. Nhưng mà có lẽ là bạn nam cuối cùng đã cho các bạn biết rằng là mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách như nào đúng không? Nếu như bạn tìm một cái mùi dành cho nam trưởng thành một tí và độ tỏa vừa phải thì Latakia là một trong lựa chọn các bạn có thể thử. Còn bây giờ thì xin phép chúng tôi đi về đây.